Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng như ban tổ chức La Liga đã ra quyết định mạnh tay trong vụ việc tiền đạo Vinicius bị phân biệt chủng tộc, dọa giết trong trận đấu với Valencia cuối tuần qua. Ủy ban điều tra đã xử phạt câu lạc bộ Valencia bằng việc đóng cửa một phần sân vận động Mestalla trong 5 trận đấu, cụ thể hơn là khán đài phía nam Mario Kempay, sau các sự kiện xảy ra trong trận đấu tại giải La Liga giữa đội địa phương và Real Madrid CF. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xác nhận trên trang chủ sau vụ việc tiền đạo Vinicius bị nhận những lời lẽ phân biệt chủng tộc trong trận gặp Valencia cuối tuần qua. Các minh chứng đã rõ như biên bản được lập của trọng tài đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với Vinicius, một cầu thủ của Real Madrid trong trận đấu nói trên, làm thay đổi diễn biến bình thường của trận đấu và chúng tôi xem đó là những vi phạm rất nghiêm trọng. Ngoài ra, một lệnh trừng phạt kinh tế 45.000 euro được áp dụng đối với Valencia. Thông báo của LFP cho biết thêm trước đó tiền đạo Vinicius đã phải nhận thẻ đỏ khi đánh vào mặt Hugo Duro của Valencia ở những phút bù giờ của trận đấu. Tuy nhiên đây là phản ứng của ngôi sao người Brazil khi cảm thấy bị ức chế từ việc bị nhiều cổ động viên ngồi trên khán đài gọi mình là con khỉ trong suốt trận đấu. Tiền đạo người Brazil đã bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội sau đó về việc mình thường xuyên phải nhận những lời lẽ phân biệt chủng tộc ở La Liga trong suốt mùa giải qua. Tiền đạo Vinicius bức xúc khi bị phân biệt chủng tộc trong suốt trận đấu với Valencia, đó không phải là lần đầu tiên, cũng không phải lần thứ hai, thứ ba. Vấn nạn phân biệt chủng tộc trở nên bình thường ở La Liga. Tôi nghĩ ngay cả Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha hay bất cứ ai cũng thấy bình thường, đối thủ còn thấy phấn khích khi điều đó xảy ra. Tôi rất buồn một giải đấu từng ghi dấu những siêu sao như Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lại bị xâm chiếm bởi nạn phân biệt chủng tộc. Một quốc gia xinh đẹp và tôi rất yêu mến nhưng lại xuất khẩu ra thế giới những hình ảnh phân biệt chủng tộc. Một đoạn chia sẻ của Vinicius được truyền thông Tây Ban Nha trích dẫn nhằm bênh vực chân sút 22 tuổi. Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã quyết định vào cuộc và xác nhận sẽ hủy bỏ tấm thẻ đỏ mà Vinicius phải nhận ở trận đấu với Valencia. Đội bóng Valencia cũng bị phạt 45.000 euro khi để xảy ra hành vi phân biệt chủng tộc của người hâm mộ và phải đóng cửa một phần khán đài trong 5 trận đấu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino đã lên án mạnh mẽ hành vi phân biệt chủng tộc. Chúng tôi hoàn toàn đồng lòng với Vinicius Jr. Không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc trong bóng đá và xã hội. FIFA luôn đứng về phía những cầu thủ yếu thế.